không ngờ em luôn á. Đi giá nè anh nè, hai chị em với hai huynh đệ giang hồ đi. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là quay phân đoạn kết của phim. Và Lộc xin mời tất cả quý vị hãy xem buổi làm việc của đoàn làm phim Cách Bạc Tình Yêu. Đây là những phân đoạn gần kết của phim Canh Bạc Tình Yêu. Và phân đoạn này thì Tuấn Kiệt là do Quách Thông Lộc cảm nhiệm, và Giai Khởi là em của Tuấn Kiệt, là Quỳnh Thúy. Hai anh em cùng đi giải cứu Thanh Vân là do chị Dân Trang, và Phương Hằng vào vai Mỹ Ngọc. Hai anh em đến đây để giải cứu cho Thanh Vân và Mỹ Ngọc. Và sau đây Quách Thông Lộc xin mời tất cả quý vị xem tất cả ekip cũng như là diễn viên để chuẩn bị cho phân đoạn này như thế nào nha. Ủa hồi nãy Quý em nhảy chưa? Nãy em nhảy rồi. Dạ. Yeah. Đã không nhớ gì hết á. Hồi nãy anh lên anh nói là thầy cho con nhảy đi. Nhưng mà sau đó anh qua anh nhìn ở đó đó, anh thấy nó cao quá. Cái anh thụt lại luôn, thấy ghê quá. Rồi, cất đi. Nhảy ở dưới độ cao tới 4.5 là quý vị. Hãy